Campuchia và Slovenia phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Mới đây, Bộ Y tế của Campuchia đã ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 tại nước này. Kết quả phân tích và xét nghiệm được Viện Pasteur Campuchia công bố cùng ngày. Theo thông tin của Bộ Y tế Campuchia, trường hợp nhiễm biến thể Omicron nêu trên là một công dân Campuchia đang mang thai tuần thứ 15 từ Ghana quá cảnh Dubai và Thái Lan trở về Campuchia hôm 12 tháng 12. Ngay khi bệnh nhân này nhập cảnh, cửa khẩu sân bay quốc tế Phnom Penh, cơ quan y tế Campuchia đã thực hiện test nhanh và phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó là thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Bộ Y tế của Campuchia cũng đã kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch, ba bảo vệ, ba không do chính phủ Campuchia đề ra. Cùng ngày thì Slovenia cũng đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 11 tới ngày 6 tháng 12 vừa qua. Và cả 4 người đều ở thủ đô Ljubljana. Slovenia đã bắt đầu tiêm chủng tự nguyện cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi, trong khi công tác tiêm chủng cho trẻ lớn hơn đang thực hiện. Slovenia với dân số là 2,1 triệu người đã bị COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chỉ 55,6% người dân là được tiêm chủng đầy đủ cho tới nay. Nước này đã quyết định không bắt buộc tiêm chủng, nhưng những người chưa tiêm chủng hoặc là bị ốm từ lâu cần phải có xét nghiệm âm tính để có thể tiếp cận hầu hết các không gian công cộng trong nhà. WHO và CDC của Mỹ đồng loạt công bố thêm thông tin quan trọng về Omicron. Trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiếp tục công bố thêm một số thông tin mới về tác dụng của các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện hành với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Cụ thể, ông cho biết, dựa vào các dữ liệu mới nhất, các loại vaccine hiện nay khi tiếp xúc với biến thể Omicron bị giảm nhẹ hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng và tử vong. Khả năng bảo vệ cơ thể của người tiêm khỏi lây nhiễm cũng bị giảm sút. Tuy nhiên, ông không nói rõ là bao nhiêu phần trăm giám đốc điều hành các chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan cũng có mặt trong buổi họp báo, có đính chính rằng những thông tin này không có nghĩa là vaccine không còn tác dụng trước biến thể mới. Ông Ryan đã khẳng định, hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng và tử vong tuy có sụt giảm nhưng vẫn tương đối cao. Vaccine tới lúc này vẫn là giải pháp hàng đầu chống lại COVID-19. Nếu dịch bệnh lại bùng phát nghiêm trọng, thì người dân vẫn còn lựa chọn là tiêm thêm các liều tăng cường cũng trong ngày, giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của CDC Mỹ, bà Rochelle Walensky, cũng đã trả lời phỏng vấn của đài NBC cho rằng, dữ liệu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron ít gây bệnh nặng ở những người nhiễm, nhưng khả năng lây lan lại cao hơn so với các biến thể khác nên số lượng ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới. Chúng tôi đã theo dõi dữ liệu và thấy rằng, những người nhiễm Omicron dù khi nhập viện thì thời gian nằm lại ngắn hơn ít cần phải hỗ trợ tới oxy và ít người phải cần đưa vào khu hồi sức tích cực hơn các đợt dịch trước, bà Walensky đã cho biết. Tuy nhiên thì quan chức này cũng đã cảnh báo không nên xem lạc quan quá sớm với Omicron độc tính không cao. Lý do biến thể này đang hoạt động song song với các biến thể khác như là Alpha, Delta, càng nhiều biến thể cùng lây lan, rủi ro người nhiễm bệnh, người trở nặng và người tử vong càng cao. Chỉ cần một lượng nhỏ người nhiễm bệnh cùng một lúc phải nhập viện cũng sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế nhất là ở các địa phương đang thiếu thốn về nguồn nhân lực hoặc là chưa nâng cấp kịp thời cơ sở hạ tầng. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, tiêm vaccine liều tăng cường. Hồi ngày 12 tháng 12 thì WHO đã từng ra thông báo với nội dung tương tự như những gì mà bà Walensky đã trao đổi. Các dữ liệu do tổ chức thu thập cũng xác nhận Omicron lây nhiễm nhanh hơn so với biến thể Delta, cũng như là có khả năng làm giảm tác dụng của vaccine dù rằng không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng trên cơ thể của người bệnh. Theo số liệu của CDC, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ ngày 4 tới ngày 11 tháng 12 vừa qua, biến thể Omicron hiện tại đang chiếm 3% các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Mỹ, cho thấy biến thể mới bắt đầu gia tăng ở đây. CDC ước tính biến thể Omicron chiếm 2,9% các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12, tăng từ mức 0,4% với một tuần trước đó con số này được cho là sẽ tăng lên nhanh chóng khi số ca nhiễm biến thể omicron tăng đột biến ở các nước khác